Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn vào kênh comment bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để tuần chuông bên cạnh để nhận thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Ole chính thức xác nhận về tương lai của Sanchez. Alexis Sanchez nhiều khả năng sẽ rời khỏi Old Trafford trong mùa này. Huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer tin rằng Manchester United có thể đẩy đi Alexis Sanchez trước khi thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng cửa. Mặt khác, Inter Milan cũng đang rất muốn đưa anh sang Syria để tái hợp với người đồng đội cũ Romelu Lukaku, tiền đạo đã suýt chơi bóng cho Juventus. Sanchez ra đi sẽ giúp cho Quỷ Đỏ cắt giảm đáng kể quỹ lương. Dù không đóng góp được gì nhiều sau khi chuyển sang Old Trafford từ Arsenal vào năm 2018, nhưng để mất tiền đạo người Chile chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến United về lâu dài, đặc biệt là chiều sâu lực lượng. Nhưng với những thông tin Quỷ Đỏ chuẩn bị chiêu mộ Fernando Llorente thì có lẽ đội bóng đã hạ quyết tâm không giữ lại Sanchez. Trong cuộc họp báo mới đây, Solskjaer cũng không ngần ngại đề cập đến thương vụ này. Vẫn đang diễn ra những cuộc đàm phán với một số câu lạc bộ, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào tháng 9. Được biết, Sanchez sẽ gia nhập Inter Milan với một bản hợp đồng cho mượn và đội bóng phải trả một phần đáng kể trong mức lương 500.000 bảng một tuần của tiền đạo này nếu anh không sẵn sàng cắt giảm con số đó. Bên cạnh Inter Milan, một số ông lớn khác của Syria như AS Roma hay AC Milan cũng đánh tiếng muốn chiêu mộ Sanchez nhưng đều là dưới dạng cho mượn. Chính thức, Napoli đón tân binh đắt nhất lịch sử. Sau thời gian dài theo đuổi, Napoli đã hoàn tất việc chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Harvin Lozano với mức phí chuyển nhượng 42 triệu euro. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, mục tiêu hàng đầu của Napoli là đưa về một ngôi sao đẳng cấp, nhưng họ lại liên tục thất bại trong việc chiêu mộ James Rodriguez rồi Nicolas Pepe vì nhiều lý do khác nhau. Phải đến khi chợ hè đợt gần đóng cửa, đội bóng thành Laplet mới bổ sung được một cầu thủ tấn công chất lượng, đó là Harvin Lozano. Trên trang chủ, Napoli thông báo đã có được sự phục vụ của Lozano, nhưng không công bố thông tin chi tiết. Theo báo giới Italia, đội chủ San Paolo phải bỏ ra 42 triệu euro ở thương vụ này. Về phía Lozano, hợp đồng của anh có thời hạn 5 năm, cùng mức lương 4,5 triệu euro một mùa và điều khoản giải phóng trị giá 130 triệu euro. Với mức phí chuyển nhượng 42 triệu euro, Lozano đã vượt qua Gonzalo Higuain 40 triệu euro từ Real Madrid để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Napoli. Tuy nhiên, đây được coi là mức giá xứng đáng với tài năng của ngôi sao chạy cánh người Mexico. Lozano chuyển sang châu Âu chơi bóng vào năm 2017 và sau 2 mùa giải đá cho PSV với 79 lần ra sân, anh đã có tới 40 bàn thắng cùng 23 đường kiến tạo. Cầu thủ 24 tuổi từng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn, nổi bật có Manchester cũng như Arsenal. Với sự góp mặt của Lozano, hàng công vốn đã rất mạnh của Napoli sẽ càng đáng gờm hơn. Trong tay huấn luyện Carlo Ancelotti hiện có Arkadiusz Milik, Dray Merten, Lozano Insigne, Jose Calejon và không loại trừ khả năng đội bóng thành Laplet có thể đón thêm Mauro Icardi của Inter Milan trước khi phiên chợ hè đóng cửa. Kante chấn thương, khó khăn chồng chất với Lampard. Dù mới trở lại nhưng tiền vệ ngôi sao N'Golo Kante lại dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Norwich vào thứ bảy này. Sau 3 trận đấu chính thức đầu tiên với Chelsea, huấn luyện viên Frank Lampard vẫn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng. Chuyến làm khách tới sân của tân binh Norwich vì thế được coi là cơ hội tốt để chiến lược gia 41 tuổi giành chọn 3 điểm đầu tay. Dù vậy đây không phải là thử thách dễ dàng với huyền thoại người Anh nếu thiếu vắng tiền vệ ngôi sao N'Golo Kante. Kante vừa chỉ trở lại sau chấn thương và dù chơi trọn vẹn 2 trận đấu gần nhất, gặp Liverpool ở siêu cúp châu và Leicester ở Premier League, anh vẫn chưa đạt 100% thể lực. Mới đây tiền vệ người Pháp còn dính thêm chấn thương mắt cá ở trận hòa Leicester 1-1. Trong buổi phỏng vấn trước thềm trận gặp Norwich, HLV Lampard xác nhận Kante gặp vấn đề với mắt cá suốt một tuần liền và đang được các bác sĩ chăm sóc. Hiện khả năng ra sân của ngôi sao 28 tuổi ở trận đấu với Chim Hoàng Yến vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu Kante vắng mặt, HLV Lampard sẽ phải đặt niềm tin vào Ross Barkley hoặc Mateo Kovacic. Dù vậy, rõ ràng đây đều là những phương án mang tính chất chữa cháy và khó có thể giúp thuyền trưởng Chelsea khỏa lấp khoảng trống mà Kante để lại. Thông tin tích cực hiếm hoi về Chelsea đến từ Antonio Rudiger. Trung vệ người Đức đã bình phục chấn thương và dù chưa đủ thể lực để góp mặt trong trận đấu với Norwich, nhưng khả năng cao anh sẽ trở lại vào tuần tới khi The Blues tiếp đón một tân binh khác là Sheffield United tại Stamford. Bên có quyết định bất thường với Lewandowski, câu lạc bộ Bayern Munich đã chính thức chốt tương lai của Robert Lewandowski. Theo tờ Bild, Robert Lewandowski đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Bayern Munich. Đây là tin tức tốt lành dành cho các cầu thủ viên đội bóng xứ Bavaria. Bởi thời gian gần đây, tương lai của tiền đạo người Ba Lan đang bị đặt dấu hỏi sau trận thua Borussia Dortmund ở siêu cúp Đức. Tờ Bild tiết lộ, việc nhạc đương kim vô địch Bundesliga có được bản hợp đồng mới, Philipp Coutinho chính là lý do quan trọng để họ có thể thuyết phục Lewandowski ký hợp đồng mới đến năm 2023. Trước khi Bayern mượn được cầu thủ người Brazil từ Barcelona với điều khoản có thể mua đứt vào mùa hè năm sau, Lewandowski đã tỏ ra không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ. Anh,
cũng như một vài trụ cột khác muốn câu lạc bộ đưa về những bản hợp đồng chất lượng. Các lãnh đạo như Uni Hoeneß và Kars Hajdukaitis cũng hiểu rằng phòng thay đồ sẽ nổi sóng nếu họ không đưa một tên tuổi lớn nào về sân Allianz Arena. Do đó với Coutinho, cầu thủ có thể mang lại nhiều điều cho Bayern trong mục tiêu bảo vệ danh hiệu tại Bundesliga và chinh phục Champions League. Lewandowski đã đồng ý gắn bó lâu dài. Hiện chi tiết về tương lai chưa hé lộ nhưng chắc chắn sẽ tăng lên. Nhưng điều đáng nói là hiếm khi Bayern dành cho các cầu thủ trên 30 tuổi một bản hợp đồng dài hạn đến thế. Tuy nhiên, với người Bavaria, nếu ai xứng đáng với điều đó thì chính là chân sút người Ba Lan. Lewandowski ghi 40 bàn thắng trong 47 trận đấu ở mùa giải trước và anh vẫn đang thể phong độ rất tốt ở mùa giải này với 3 bàn thắng trong 3 trận. Sốc, sau xa vạch trần sự thật chấn động về Lukaku, huấn luyện viên trưởng Manchester đã tiết lộ bí mật khó tin về tranh cãi gần đây mà cậu học trò cũ tạo ra. Ở phiên chợ hè 2019, Manchester United đã chia tay 3 cái tên đáng chú ý là Antonio Valencia, Ander Herrera và Romelu Lukaku. Trong số 3 người, Lukaku thu hút sự quan tâm lớn nhất. Từng được Quỷ Đỏ mang về Old Trafford với tư cách cầu thủ đắt giá thứ 2 lịch sử câu lạc bộ, nhưng sau cùng, Lukaku chỉ trụ lại vỏn vẹn 2 mùa giải. Sau mùa ra mắt tương đối đáp ứng kỳ vọng với 27 bàn thắng trên tất cả các đấu trường, tuyển thủ Bỉ gây thất vọng lớn với chỉ 15 pha lập công mùa trước. Gần đây đã xuất hiện một cuộc phỏng vấn gây xôn xao dư luận với tân binh trị giá 80 triệu euro của Inter Milan qua line Hatterfordcat, chân sút 26 tuổi thẳng thừng chỉ trích câu lạc bộ cũ. Lukaku tin rằng mình luôn bị đem ra là tâm điểm chỉ trích mỗi khi đội nhà gặp kết quả bất lợi, không được câu lạc bộ bảo vệ khi những tin đồn ra đi xuất hiện và bị vu oan làm dò dỉ thông tin nội bộ. Vừa qua, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã tham gia buổi họp báo trước vòng đấu Premier League hàng tuần khi truyền thông thắc mắc về phát ngôn của Lukaku. Thuyền trưởng Quỷ Đỏ đã tiết lộ sự thật chấn động về cậu học trò cũ. Trả lời BBC, chiến lược gia người Na Uy khẳng định Lukaku đã thực hiện cuộc phỏng vấn trên ngay từ khi vẫn là một cầu thủ của United. Lukaku, tôi sẽ không lao vào vấn đề đó. Một phần cuộc phỏng vấn đó được thực hiện khi cậu ấy đang là cầu thủ của United. Vì vậy, tốt hơn là tôi không tham gia. Họp báo trận United gặp Palace, Solskjaer xác nhận hai tin quan trọng. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã cung cấp những tin tức mới nhất về đội hình United trước trận gặp Crystal Palace trên sân Old Trafford vào tối nay. Đầu tiên, trang chủ Manchester United đưa tin rằng hậu vệ trẻ Diogo Dalot, người chưa thi đấu mùa này nhưng đã dính chấn thương, sẽ không xuất hiện trên sân đấu cho đến thời điểm bóng đá châu Âu nghỉ ngơi, nhường chỗ cho loạt trận trên đội tuyển quốc gia vào tháng sau. Ngôi sao người Bồ Đào Nha dĩ nhiên phải ngồi ngoài bên cạnh trung vệ Eric Bailly dính chấn thương đầu gối rất nặng và Timothy Fosu-Mensah dính chấn thương dây chằng. Tuy vậy, phần còn lại của đội hình 1 đã sẵn sàng cho trận đấu với Crystal Palace vào tối thứ bảy trên thánh địa Old Trafford. Phát biểu với kênh MUTV trong cuộc họp báo trước màn đụng độ đại diện đến từ London, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xác nhận chấn thương của Dalot và cũng mong anh sẽ kịp trở lại sau giai đoạn khởi động mùa của mùa giải 2019-2020. Ông chia sẻ, Diogo Dalot bị chấn thương, cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài một thời gian. Tôi hy vọng chàng trai này sẽ trở lại sau quãng nghỉ quốc tế. Diogo đã có vấn đề về sức khỏe trong một vài tuần trước, nhưng đội hình ít nhiều vẫn tương đồng như vài vòng trước. Chiến lược gia sinh năm 1973 đã thực hiện một thay đổi ở trận hòa trước Wolves so với vòng mở màn với Chelsea khi Daniel James thay Andreas Pereira. Đội hình mai tước trên sân vận động Moninac là những người trẻ nhất trong số 20 đội bóng góp mặt ở Premier League. Bây giờ người ta dự đoán rằng hậu vệ Aaron Wan-Bissaka sẽ có trận đấu với câu lạc bộ cũ của Anh vào cuối tuần này. Và huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thực tế vẫn có rất nhiều sự lựa chọn cho đội hình vào ngày mai, với Juan Mata, Andreas Pereira và Mason Greenwood đều góp mặt ở trận hòa gần nhất. Trong khi đó, đội khách Crystal Palace chắc chắn không có sự phục vụ của trung vệ Tomkins và cựu ngôi sao Liverpool Mamadou Sakho. Như huấn luyện viên Roy Hodgson mới phát biểu sáng nay rằng tân binh Gary Cahill có thể được trao cơ hội ra mắt giữa Ignis sau 2 trận ngồi ngoài. Cuối cùng, gạch nối Granit Xhaka không có vấn đề nào về sức khỏe cũng như tâm lý và nhiều khả năng sẽ tiếp tục sắm vai chủ công. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đều xuất hiện ở 2 trận gặp Everton và Sheffield United nhưng bất lực trong việc giúp đội nhà giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải. Nóng, Real muốn mua thủ môn Chelsea thay Navas. Thủ thành Argentina được Real Madrid quan tâm trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè tại châu Âu, Real Madrid bất ngờ ngỏ ý quan tâm đến thủ thành dự bị của Chelsea, Willy Caballero. Theo nhật báo Mundo Deportivo, gác khổng lồ La Liga chọn hai cái tên dày dặn kinh nghiệm là Caballero và Pepe Reina của AC Milan để về thay thế thủ thành cây Navas. Mới đây đã có những thông tin thủ thành người Costa Rica đã được Paris Saint-Germain theo rất sát và dự kiến sẽ ký hợp đồng với nhà vô địch Ligue 1 trong thời gian sắp tới. Navas được cho là không muốn phải trải qua một mùa giải nữa, phải làm thủ thành dự bị cho người đồng nghiệp Thibaut Courtois, dù anh đã rất cố gắng để trụ lại sân vận động Bernabeu.
Tuy nhiên, thương vụ này khả năng thành công sẽ là không cao do phía Chelsea hiện vẫn đang thụ án cấm mua sắm trong hai quyền chuyển nhượng của FIFA. Vì vậy nên gần như huấn luyện viên Frank Lampard sẽ không để Caballero ra đi. Nếu chia tay thủ thành 37 tuổi, thì đội bóng phía Tây London sẽ chỉ còn cái tên trẻ và ít kinh nghiệm là Jamie Cumming là thủ môn dự phòng cho Kepa. Trước khi chuyển đến Man City tại Premier League, Caballero cũng từng có khoảng thời gian chơi bóng tại La Liga trong áo Malaga. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy chúc chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở comment bên dưới. Đừng quên nhấn subscribe để nhận thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.